Xin được chào các mẹ bầu và các mẹ bỉm. Nếu như mà các mẹ đang muốn tìm một chiếc nơi thật là xinh xắn để chào đón những thiên thần nhỏ của mình, thì ngày hôm nay Ngọc Nhi sẽ giới thiệu cho các mẹ một chiếc nôi đang cực kỳ hot đến từ thương hiệu Chillus. Và hiện tại thì Nhi đang có mặt tại showroom của Chillus ở số 616 đường Phạm Văn Đồng, gần cầu Bình Lợi, rất là dễ tìm luôn. Bây giờ thì mình vào bên trong nha. Hey, xinh chưa? Trời ơi, những cái tông màu pastel này, rồi những chiếc nôi cực kỳ đáng yêu nữa. Nhìn nè, trời ơi, chịu không nổi luôn á. Mấy chiếc nôi này hả, nhìn thấy là muốn có em bé liền luôn, muốn đẻ thiệt là nhiều luôn á. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tới 6 kiểu lận, bây giờ mua kiểu nào bây giờ? Chỉ cần mua một chiếc nôi thôi, bạn có thể làm nó thành 6 cái kiểu này. Đó chính là lý do mà tại sao chiếc nôi này lại hot như vậy. Bây giờ thì mình sẽ thử xem từng kiểu nha, xem chiếc nôi nó biến hóa ra sao. Những cái tấm phản này chúng ta có thể nâng lên hạ xuống với 3 nấc tùy theo cái độ tuổi và sự phát triển của bé. Ở đây với nấc 1 là dành cho các bé sơ sinh. Đó, dễ thương chưa? Và như được biết là chiếc nôi này với gỗ tự nhiên, gỗ thông đến từ New Zealand, nhập khẩu vào Việt Nam và được sản xuất trực tiếp tại Việt Nam luôn. Chillus là thương hiệu đầu tiên ở Việt Nam sản xuất nôi trong nước. Đó, nôi được mài rất là mịn màng nè. Dưới này thì có cái hộc nữa nè. Cái hộc này mình sẽ đựng được rất là nhiều đồ cho các bé. Các mẹ bỉm có thể đựng bỉm sữa nè, đựng tã, rồi đựng giấy, đựng quần, đựng áo vân vân. Thường cái nôi thì sẽ có những cái cần khóa gạt ngang, nhưng mà những cái khóa đó sẽ rất dễ bị bung ra. Nếu mình sử dụng lâu nó sẽ bị lờn. Hoặc khi mà các bé chồm tới chồm lui, các bé tái máy tay chân á, nhiều khi bật một cái là nó bung nôi ra luôn. Do đó là ở đây Chillus đã tạo nên một cái khóa rất là đặc biệt. Chỉ cần nè, mình bóp vào thôi. Mẹ em cứ tắt một cái là biết khóa này an toàn rồi. Bên đây thì mình dùng tay, mình đập nhẹ vào, xong rồi. Sau khi mà các bé lớn hơn một xíu, tầm khoảng lúc mà các bé đã bắt đầu biết lật biết bò rồi á, thì mình sẽ làm qua kiểu thứ hai này. Đấy, tấm phản thay vì lúc đó nấc 1 thì mình sẽ hạ xuống nấc số 2, và khi này thì nó vẫn đảm bảo được an toàn cho các bé. Quý vị có thể thấy là mình có thể ráp thêm một cái bàn nữa. Đây gọi là một cái bàn để mình thay tã cho các bé. Ở cái bàn này các mẹ đựng thêm quần áo, bể sữa cũng được. Nói chung là có cái bàn tã này thì các mẹ sẽ dễ dàng hơn trong cái việc thao tác cũng như là chăm sóc cho các bé. Cái kiểu thứ ba này bé thích nè. Nhìn nha. Đó, các mẹ thấy không? Nó là một cái bọc bên. Cái bọc bên này không cần mua thêm, mà chỉ cần là mình nâng cái bánh xe lên như thế này thôi là tự động chiếc nôi thành cái bọc bên luôn. Khi mà các bé ngủ á, các mẹ đung đưa nhẹ thôi đó, các trẻ sẽ ngủ rất là ngon. Như vậy là ba kiểu rồi ha. Khi mà các bé lớn lên xíu, biết đi nè, rồi bắt đầu là biết trèo rồi, thì những cái nôi này chắc chắn là leo qua cái một luôn. Do đó mình sẽ chỉnh xuống nấc thứ ba. Đây, cái tấm phản hạ xuống nấc cuối cùng luôn. Cái lồng sẽ rất là sâu nên các bé đứng lên đây, các mẹ cũng an tâm là giữ cho các bé được an toàn chơi đùa ở đây ha. Có một điểm đặc biệt nữa các mẹ nhìn thấy không? Đây chính là cái miếng bọc nhựa. Cái miếng bọc nhựa này để làm gì? Để an toàn khi mà các bé có thói quen là hay gẫm vào thành giường á, thì đây sẽ bảo vệ răng nè, bảo vệ lưỡi nướu của các bé nè, rất là an toàn luôn. Khi mà mua một cái chiếc nôi như thế này thì mình sẽ có combo trọn bộ bao gồm một cái mùng rất là xinh, công chúa hoàng tử đây, và những cái đồ treo, những cái móc này nè, cho các bé ngủ ngon hơn, trang trí cho căn phòng mình thêm đẹp hơn. Và đặc biệt là mình sẽ có một cái tấm nệm, nệm sơ dừa. Tại sao Nhi nói cái nệm này đặc biệt? Vì Nhi mở cho các mẹ xem thử cái nệm này nha. Đây, ở trong của cái nệm là hoàn toàn bằng sơ dừa nha. Thì tại sao mình lại chọn nệm sơ dừa? Nhi thấy có một sai lầm ở các bậc phụ huynh đó là luôn nghĩ là bởi vì các bé còn nhỏ cho nên muốn cái gì cũng phải mềm mại êm ái hết và hay cho các bé nằm những cái nệm mềm á. Nhưng mà lúc đó là cái độ tuổi mà cái xương sống của các bé đang phát triển, cho nên nằm nệm mềm như vậy rất là dễ bị cong vẹo cột sống. Do đó mình nên lựa chọn những cái loại nệm mà nó cứng như cái loại sơ dừa như thế này nè. Nó vừa thoáng khí mà vừa giữ được cho cột sống của các bé thẳng nữa. Đây là những cái quay, những cái quay này nè, các mẹ thấy không, nó bằng vải cô tông cho nên là mình giặt phơi rất là khô và nó mềm mịn an toàn cho làn da của bé. Với lại rất là nhiều màu sắc để các mẹ lựa chọn, có con gái thì mua màu hồng, có con trai thì mua màu xanh. Nếu mà các bé bây giờ lớn rồi không có nằm củi, không nằm nôi nữa thì sao, cái nôi này vứt phí quá. Mình sẽ làm thêm một cái chế độ thứ năm, đó chính là một chiếc giường.
Nãy giờ nhìn thì các mẹ tưởng là đây là một cái chiếc giường mới hoàn toàn đúng không? Nhưng không, nó được tạo từ chiếc nôi đấy ạ. Mình cứ việc lắp ráp theo hướng dẫn. Tại vì khi mà mua chiếc nôi này thì các mẹ sẽ được nhận một cái quyển sổ hướng dẫn rất là chi tiết, cũng như là chỉ cần lên website của Chillus thì sẽ có những cái video hướng dẫn cho các mẹ, hoặc là chỉ cần search trên YouTube thôi là những video này rất là dễ luôn. Mình sẽ tự lắp ráp những chiếc nôi này, các mẹ tự lắp cũng được nè. Có bố phụ thì càng tốt. Mà nếu mà các mẹ nào đã có một bé rồi thì các bé rất là thích là tự tay lắp nôi cho em của mình, đơn giản đến mức các bé cũng có thể làm được luôn. Đây, chiếc giường này mình mở rộng ra thêm một cái phần này nữa là tổng cộng chiều dài lên đến là 1m6. Bây giờ mình đến cái kiểu thứ 6, một cái kiểu này rất là đặc biệt cho thấy được cái sự đa năng của chiếc nôi nha. Đây, nếu tôi nói đây là một chiếc nôi thì không biết có ai tin không. Một chiếc bàn học được làm từ chiếc nôi. Khi mà các bé lớn lên không nằm nôi nữa thì mình sẽ có một chiếc bàn cho các bé học nè, hoặc là các bố các mẹ có thể dùng để làm bàn làm việc cũng được, rất là chắc chắn luôn, chắc chắn và dễ lắp đặt nữa. Khi mua những chiếc nôi cũi xinh xắn đến từ thương hiệu Chillus thì các mẹ sẽ nhận được một gói bảo hành rất là tuyệt vời, đó là được bảo hành 3 năm, và đặc biệt là bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 100 ngày nếu như có bất kỳ lỗi nào từ nhà sản xuất. Và hơn thế nữa thì nếu như các mẹ nào chúng ta ở tỉnh thì vẫn sẽ được vận chuyển đến tận nhà của mình luôn, ship trên toàn quốc, và sẽ có những chương trình khuyến mãi miễn phí vận chuyển cho các mẹ nha, nên là yên tâm để sở hữu những sản phẩm này. Còn nếu như có bất kỳ những thắc mắc cũng như là muốn được đội ngũ của Chillus tư vấn thì các mẹ cứ việc để lại số điện thoại cũng như thông tin của mình bên dưới video này, chúng ta sẽ liên hệ với các mẹ sau. Và đến đây thì video cũng xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ trong những video tiếp theo. Bye bye. Chillus dành trọn tình thương cho bé.